Sau hơn 2 giờ, lực lượng của các phân chữa cháy do gió tây nam thổi mạnh, lửa đã tốc phát sinh đám cháy thứ hai về hướng đông, đông bắc khu rừng tràm, nguy cơ lan sang các hộ dân sinh sống bên phía đông khu rừng tràm. Xác định lực lượng tại chỗ của xã khả năng không thể khống chế được lửa mà còn phát sinh đám cháy mới. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã Thành Tân báo cáo đề nghị trưởng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện Tân Phước chi viện lực lượng hỗ trợ chữa cháy. Trưởng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện chỉ đạo các lực lượng gồm công an huyện, quân sự huyện, ban ngành đoàn thể huyện, trung tâm y tế huyện và lực lượng tại ngay sức hòa tại ngay địa phương nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy. Có mới ghi vô. Đúng. Có hai cái nó đặt trước một cái của mình, mình đặt. Ủa, cái máy nó nhạy thiệt chứ, cái máy lên khối gì mà nhạy thiệt chứ. Đúng bài bản luôn rồi. Thôi giờ cắt đó, đó đập cơn nặng cắt. À, đường băng đó. Bắt luôn rồi. Vừa trái đám tông này. Đám tông này nè, không có gì luôn. Cái này 3-4 máy dữ vậy ta. 1-2-3-4 máy. Đấy, cái máy nó lên có chú lực máy không? Cái máy thầy vui á. Đó, giờ cái này à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hô lên mới dập đúng. Rồi giờ dập tắt rồi đó luôn rồi đó.
không đi, không uống rửa. Nó gầm nè, gầm uống rửa nè. Gầm nằm, gầm bay, gầm lộn. Bay, gầm bay. Có gầm lộn không? Đó, gầm lộn á. Đang vô được. Đang vô được. Rồi. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Để biến cho tắt luôn á. Chứ không có bóp chữa gì kìa, nó vô vẻ. Không quá tờ. Rất nhiều người sử dụng chua máy, dao, rửa, phát trường văn, nhằm hải lửa, đặt cháy lan sang các khu vực lân cận và chống cháy lan sang khu vực thiên cư. Anh Chiên với thuốc còn nhiều không anh Chiên? Hồi buông ra cha con thang hậu chạy. Chạy rồi coi. Hàng năm, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện tham mưu cho ủy ban nhân huyện kịp thời kiện toàn bổ sung những thành viên ban chỉ huy tổ chuyên môn giúp việc cho ban chỉ huy để đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn lập và thực hiện theo phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Chạy rồi. Do lực lượng nhân lực phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống khẩn cấp, vượt qua khả năng xử lý của ngành và địa phương, thường xuyên theo dõi nắm tình hình diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, báo cáo thường xuyên về ủy ban nhân huyện để theo dõi và chỉ đạo kịp thời. Hàng năm, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng đều có xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời có phân công thành viên ban chỉ huy phụ trách từng lĩnh vực nhiệm vụ để kịp thời ứng phó khi có cháy xảy ra và phân công lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng bỏ luôn nhiệm vụ đảm bảo 24/24. Thưa quý vị và đồng chí, ngày mai mới có rồi hết rồi này. Tại xã Thạnh Tân, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã Thạnh Tân phân công lực lượng trực đảm bảo 24/24 giờ trong những tháng mùa khô, đặc biệt là công tác theo dõi nắm bắt tình hình của các đồng chí ban quản lý các khu phố trong công tác đốt đầu của các hộ dân. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân thường xuyên rà soát các đối tượng thường xuyên tham gia vào rừng trái phép để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục đối tượng không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đồng thời cho các hộ trồng rừng sống ven rừng ký cam kết không vi phạm pháp luật trong việc quản lý bảo vệ rừng. Đốt ong, dùng lửa, đốt cỏ, đốt đồng có thể gây ra cháy rừng.
kính thưa các đồng chí và quý vị, trong các giai đoạn các bạn trong mọi hoàn cảnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ta luôn phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, sự phối hợp hiệp đồng trong chiến đấu với lực lượng cụ thể. Quen. Điều cần lưu tâm trong tiến độ hiện nay là các biện pháp phòng ngừa. Nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, một khi sự cố cháy xảy ra, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản.